giới đầu tư tích tiền mặt với tốc độ nhanh. Meta dự kiến có đợt sa thải quy mô lớn trong tuần này. Người dân Anh thắt chặt chi tiêu dịp lễ Giáng sinh. Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu được 5,41 triệu tấn gạo, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt doanh thu hơn 95.000 tỷ baht, có nghĩa là tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn này thì Iraq trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan với hơn 1 triệu tấn từ đầu năm đến nay. Các thị trường xuất khẩu gạo lớn tiếp theo của Thái Lan đó là Mỹ và Trung Quốc. Hiện nay thì Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ và hiệp hội xuất xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo nước này sẽ xuất khẩu khoảng từ 7 đến 8 triệu tấn gạo trong năm nay do giá đồng bạc yếu thúc đẩy sự cạnh tranh của Thái Lan so với Ấn Độ và Việt Nam. Giới đầu tư đang tích tiền mặt với tốc độ nhanh nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát do biến động trên các thị trường tài chính gia tăng và tâm lý nghi ngờ về triển vọng lãi suất tại Mỹ kích thích xu hướng trú ẩn an toàn. Đây là nghiên cứu được đưa ra bởi Bank of America Global Research các quỹ tiền mặt ghi nhận dòng vốn đổ vào thì đạt hơn là 62 tỷ đô la Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 11 và việc cục dự trữ liên bang Mỹ phép liên tục tăng lãi suất khiến cho tiền mặt trở thành lựa chọn sáng giá của các nhà đầu tư ở bối cảnh hiện tại theo các chuyên gia thì tiền mặt đang nóng hơn bao giờ hết bởi chúng không có rủi ro tín dụng hoặc là vướng phải vấn đề thời hạn nếu như phép tiếp tục nâng lãi suất sự hấp dẫn của tiền mặt sẽ được đẩy lên cao hơn nữa Thưa quý vị, theo dữ liệu mới được công bố thì những khách nước ngoài mua nhiều căn hộ chung cư nhất ở Thái Lan lần lượt đến từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Đức. Trong số này thì công dân Trung Quốc vẫn là những người mua bất động sản nhiều nhất ở Thái Lan. Trung tâm thông tin bất động sản Thái Lan cho biết là có khoảng hơn 2.000 căn hộ đã được chuyển cho người mua mang quốc tịch Trung Quốc trong quý 2 năm nay. Tổng giá trị của các căn hộ được chuyển nhượng là gần 300 triệu đô la Mỹ. Số lượng bất động sản mới có sẵn ở các trung tâm thành phố hoặc là khu thương mại tại Thái Thái Lan đang giảm nên là các căn hộ đã qua sử dụng đang được người nước ngoài săn đón. Giá trung bình của các căn hộ chung cư mà người nước ngoài mua là khoảng 5 triệu bạt một căn và các căn hộ thì có diện tích là từ 60 m2 trở xuống được người nước ngoài ưa chuộng chiếm hơn 80% số căn được chuyển nhượng trong mỗi quý. Chính phủ Thái Lan gần đây đã cho phép những người nước ngoài đầu tư ít nhất là 40 triệu bạt vào nước này trong vòng 3 năm được mua nhà và tối đa là 0,16 hecta đất ở những khu vực được chỉ định. Thưa quý vị, Wall Street Journal trích nguồn tin thân cận cho biết là Meta Platform, công ty mẹ của Facebook đang lên kế hoạch bắt đầu sa thải quy mô lớn nhất trong tuần này. Đây có thể là đợt cắt giảm nhân lực lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thời gian qua. Thông báo chính thức có thể được đưa ra sớm nhất là vào ngày 9 tháng 11 và Meta cho biết là đến cuối tháng 9 thì họ có hơn 87.000 nhân viên. Lãnh đạo Meta đã đề nghị nhân viên hủy các chuyến đi không cần thiết trong tuần này, theo nguồn tin từ Wall Street Journal. Wall Street Journal và đây sẽ là đợt giảm nhân sự quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử 18 năm của công ty này. Và dù tính theo phần trăm thì con số này nhỏ hơn Twitter. Lượng nhân viên Meta bị cắt giảm dự kiến trong đợt này thì sẽ là lớn nhất năm nay với một đại gia công nghệ. CEO Meta là ông Mark Zuckerberg thì cũng cho biết là thời gian tới công ty sẽ tập trung vào số lượng nhỏ các lĩnh vực ưu tiên và điều này thì đồng nghĩa là một số nhóm sẽ tăng trưởng mạnh. Thế nhưng phần lớn nhóm còn lại thì sẽ giữ nguyên nhân sự hoặc là giảm trong khoảng một năm tới. Quý vị, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang tiếp tục đè nặng lên cuộc sống của người dân tại Anh. Với lạm phát đang ở mức 10%, người tiêu dùng Anh đang cho thấy kế hoạch cắt giảm chi tiêu dịp lễ hội cuối năm, bao gồm cả Giáng sinh, ngày lễ vô cùng quan trọng trong năm của phương Tây. Đối với người dân ở xứ sở sương mù, Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất năm và họ thường có xu hướng chi tiêu trong dịp lễ này. Tuy rằng còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, song hoạt động mua sắm quà tặng ở Anh đã bắt đầu. Tại hội trợ Giáng sinh Spirit of London, rất nhiều mặt hàng đã được bày bán. Nhưng có vẻ các chủ cửa hàng năm nay lại đối diện với nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu tăng và sự mất giá của đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ đã khiến giá cả tăng gấp đôi. Một món đồ trang trí Giáng sinh có giá 15 bảng cách đây 5 năm, hiện được bán ở mức 30 bảng. Tất cả mọi thứ ở đây đều được làm bằng tay và sơn tại Ai Cập. Tất cả các nguyên vật liệu đều tăng giá hơn 50% rồi. Mặc dù chiến lược kinh doanh của chúng tôi có thay đổi cho phù hợp với tình hình, tuy nhiên cũng chỉ là cầm chừng. Theo kết quả khảo sát do công ty công nghệ thông tin Accenture thực hiện, hơn 2 phần 3 người Anh trưởng thành có kế hoạch cắt giảm chi tiêu dịp lễ hội cuối năm do khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ. Người tiêu dùng tại Anh đang có xu hướng mua sắm đồ phục vụ Giáng sinh sớm hơn và gian trải hơn mọi năm. Theo nhận định của tập đoàn bán lẻ Sainsbury, người tiêu dùng Anh muốn gian đều chi phí mua sắm cho dịp Giáng sinh sắp tới, sắm đồ sớm hơn thường lệ, mua ít đi và mua thành nhiều lần. Bên cạnh đó, người dân cũng có xu hướng ăn uống ở nhà thay vì ra ngoài để tiết kiệm chi phí. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đang phải thích ứng với sự thay đổi. Chẳng hạn như Dicko Chocolates, một cửa hàng bán chocolate tự làm tại nhà. Chiến lược của cửa hàng này là duy trì một lượng lớn các mặt hàng đa dạng mức giá để đảm bảo có đủ sản phẩm phù hợp với mọi ngân sách. Quả thực quá là tuyệt vọng mà tôi không thể làm gì nhiều. Có thể cửa hàng sẽ sản xuất những thanh chocolate nhỏ hơn để bán với giá thấp hơn. Các chuyên gia cho rằng người dân Anh không chỉ thắt lưng buộc bụng trong dịp lễ Giáng sinh mà có thể sẽ phải chi tiêu tiết kiệm hơn nữa trong năm 2023 sau khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt loại bỏ chính sách cắt giảm thuế mà cựu thủ tướng Liz Truss đã lên kế hoạch trước đó và thu hẹp chương trình hỗ trợ năng lượng lớn cho các hộ gia đình. Trong khi đó, trước diễn biến tiêu cực từ lạm phát, Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Anh quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm nhằm cố gắng hạ nhiệt lạm phát. Như vậy, trong vòng chưa tới một năm, lãi suất cơ bản đồng bằng Anh đã từ 0,1% phần lên tới 3%, mức cao nhất kể từ 14 năm trở lại đây. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.